ta bắt đầu học bài Hypersensitivity. Bài này rất là dễ học nếu chúng ta học bằng tiếng Anh. Vì ở trong cuộc sống, cái từ này được dịch sang tiếng Việt hoặc là tiếng Pháp, người ta xài Hypersensibility thì các bạn sẽ dễ rất là nhầm. Do đó ta xài thẳng cho tiếng Anh luôn. Trong tiếng Anh ta có hai từ là sensitive và sensible. Sensitive là một cái nhạy cảm, mẫn cảm khi tiếp xúc. Còn sensible là một cái nhạy cảm, mẫn cảm khi nghe hay nói, hay là nói chung là về mặt tinh thần. Sensitive là một cái nhạy cảm, cảm xúc về mặt thể xác. Còn sensible là một cái nhạy cảm, cảm giác về mặt tinh thần. Như vậy, khi chúng ta đứng trước một bệnh nhân mà bị các cái phản ứng lại với mọi cái chuyện của một cái môi trường xung quanh, thì ta gọi nó là hypersensitivity. Các bạn nhìn vô định nghĩa, người ta gọi là hypersensitivity. Một cách gọi khác là hypersensitivity reaction or intolerance. Khi các bạn gặp từ intolerance thì các bạn lại suy tưởng tới một cái chuyện là bất dung nạp. Ta hỏi bây giờ ta ở chung nhà trọ với một người bạn, và hai người ở chung một phòng, nhưng đêm ngủ thì bạn nó ngáy rất là dữ, và ta nói rằng ngày mai ta quyết định phải dọn đi nơi khác vì ta intolerance bạn đó. Như vậy ta hỏi cái câu đó, xài từ đó có đúng hay không? Các bạn hãy nhìn vô đây. Cái thứ nhất, khi ta nói tới hypersensitivity, người ta sẽ chia thành 5 loại. Loại 1 là người ta còn gọi bằng cách là allergy immediate anaphylactic. Nói chung đây là một cái phản ứng quá mẫn và một cái phản xạ tức thì mà ở phòng mạch các bác sĩ rất là sợ, vì bệnh nhân sẽ bị co thắt thành khí quản, bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp, thậm chí mạch huyết áp bật không, và bệnh nhân sẽ có tiêu tiểu trong quần. Đây là một cái phản xạ mà đòi hỏi phải cấp cứu ngay, cần phải đặt nội khí quản, thở oxy, đặt nội khí quản, phải xài tới epinephrine, chích tĩnh mạch và phải có cấp cứu. Một cái nhóm thứ hai người ta gọi nó là cũng là hypersensitivity nhóm 2, đó là cytotoxic antibody dependent. Trên lâm sàng đây là các cái phản ứng mà nó liên quan tới các cái kháng thể. Nó sẽ có một cái sự gắn kết của các cái kháng nguyên lên trên kháng thể trên các cái tế bào đích. Rồi một cái nhóm thứ ba nữa người ta gọi nó là hypersensitivity nhóm 3, đó là các cái immune complex, ta gọi là các cái phức hợp miễn dịch. Thông thường đó là những cái kết hợp của cái kháng thể IgG, những cái bổ thể complement, hoặc là những cái phản ứng thông qua các cái bạch cầu đa nhân trung tính. Thì trên lâm sàng ta sẽ thấy đây là những cái bệnh lý mà nó tổn thương các cái mạch máu, liên quan tới thận, liên quan tới khớp, liên quan tới các cái phản ứng viêm tại chỗ, và sản xuất ra rất nhiều chất trung gian, từ prostaglandin, rồi entecterlin, rồi cytokine, rất là nhiều. Một cái nhóm thứ tư nữa người ta gọi nó là cái nhóm hypersensitivity nhóm 4. Thì cái nhóm đó là những cái phản ứng rất là chậm thông qua các cái tế bào lympho T. Các bạn nhớ là bạch cầu thì chia thành hai nhánh, là một cái nhánh bạch cầu có hạt, thì các cái phản ứng của bạch cầu có hạt nó sẽ nằm trong cái hypersensitivity nhóm 3. Còn những cái bạch cầu không hạt thì nó sẽ, các cái phản ứng của nó hay là các cái hypersensitivity của nó sẽ nằm ở trong cái nhóm 4, mà thông thường nó thông qua các cái tế bào ta gọi là T cell. Trên lâm sàng thì khi nói tới các cái tế bào T cell thì các bạn chỉ cần nhớ là T helper tức là CD4 và T killer là CD8. Để dễ nhớ hơn thì các bạn nhớ nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra thì các bạn còn rất là nhiều, thí dụ như là plasma cell, rồi mast cell, rồi còn rất là nhiều các cái khác. Và cái cuối cùng là một cái nhóm mà trên lâm sàng khi đi nội tiết các bạn hay bị được dạy sai đó. Các bạn được dạy sai là bệnh nhân bị bú giáp và bị cường giáp là bla 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 đó. Tiếng Anh nó là bệnh Reve và tiếng Pháp nó là bệnh Basedow. Đây là một cái phản ứng autoimmune nè, mà theo bên cái hypersensitivityology người ta xếp nó vào hypersensitivity nhóm 5. Như vậy từ gãy thấp lên, khi các bạn đứng trước một bệnh nhân mà có bướu cổ, mắt lồi, tay rung, mạch nhanh, thì các bạn biết được rằng đây là một cái hypersensitivity nhóm 5. Và ở đó thì các cái phản ứng của nó sẽ liên quan tới các cái yếu tố IgM, IgG và cái gì nữa. Bệnh nhân, thí dụ như bệnh nhân bị viêm giáp mà do cường giáp thì ta gọi nó là bệnh Reve và bệnh Basedow. Rồi bệnh nhân bị viêm giáp nhưng mà gây suy giáp thì cái đó người ta gọi nó là bệnh Hashimoto. Thì tất cả cái đó đều nằm trong cái nhóm gọi là bệnh một cái phản ứng quá hypersensitivity nhóm 5. Như vậy thì các bạn biết được rằng khi chúng ta học như vậy
Thì từ nay sắp lên chúng ta biết những cái bệnh đó nó nằm ở khoa nội tiết và có liên quan chặt chẽ tới miễn dịch, chứ không phải là của các cái khoa như là ung bướu hay là của khoa ngoại. Rồi ta chấm dứt ở đây.